Và xin chào quý vị và các bạn. Chiếc xe VinFast Dakar A 2.0, chiếc xe quốc dân của Việt Nam, giờ đây không được sản xuất nữa. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều xe và số lượng bán ra cũng rất là nhiều. Có nhiều anh em hỏi mình rằng chiếc xe VinFast Dakar A 2.0 hoặc là Dakar SA 2.0 có thể nâng cấp những trang bị gì cho nó. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu toàn bộ những trang bị có thể nâng cấp trên một chiếc xe VinFast. Đầu tiên, về phần nâng cấp ở bên ngoài xe thì như anh em thấy, mặt ca năng của chiếc xe này cũng đã được thay thế bằng mặt ca năng phong cách của Maybach. Ngoài mặt ca năng phong cách của Maybach thì anh em cũng hoàn toàn có thể lựa chọn mặt ca năng V8 dạng lưới và mặt ca năng Maserati, thì cái đấy là tùy theo sở thích của anh em thôi. Nhìn về phía bên dưới này thì anh em nhìn thấy cái cụm đèn này cũng đã được thay thế với hai quả bi nét và đèn daylight được độ theo phong cách của BMW. Về phần đằng trước xe thì anh em cũng có thể thấy được là cái logo này cũng đã được nắp thêm một cái đèn nét. Đèn nét này sẽ có ở logo trước và logo sau, lát nữa mình sẽ giới thiệu về phần phía sau xe cho anh em. Về cái gói nâng cấp đáng chú ý ở bên ngoài cho chiếc xe này thì mình muốn nói đến cái gói nâng cấp, đó là phủ ceramic cho chiếc xe này. Đầu tiên về cái gói phủ ceramic thì nó sẽ làm chiếc xe bóng hơn và đẹp hơn đã. Anh em nhìn thấy ở đây chiếc xe này nó rất là bóng. Không phải là do hiệu ứng đèn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của mình, mà chiếc xe này với cái lớp gốm ceramic thì nó sẽ làm đẹp hơn, bóng hơn cho chiếc xe này. Khi anh em đi trên đường thì chiếc xe này nó cũng hoàn toàn bóng như thế này. Đồng thời thì nó sẽ bảo vệ cho cái nước sơn của chiếc xe của anh em một cách tốt nhất, khi ở bên ngoài nó có một lớp gốm và nó sẽ bảo vệ khỏi những cái hóa chất, kể cả những cái hóa chất khi anh em rửa xe, và những cái hóa chất như ví dụ như là đến từ không khí hoặc đến từ nước mưa hay là muối biển, nó đều có thể bảo vệ để không bị lớp sơn nó bị ố hay là bị oxy hóa. Đấy là những cái tác dụng rất lớn của cái gói phủ ceramic. Mà anh em chúng ta đi sang bên cạnh này thì chiếc xe này cũng đã được thay cái bộ la răng theo phong cách của Maybach. Theo mình thì chiếc la răng này nó cũng rất đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên là đẹp xấu thì phụ thuộc vào từng sở thích của anh em thôi. Anh em có thể lựa chọn là thay la răng hoặc là có thể phay la răng để tối ưu chi phí hơn. Chiếc xe này thì cũng đã được lắp cảm biến áp suất lốp ở trên toàn bộ 4 bộ lốp này. Ngoài ra thì một cái gói phủ làm chống ồn cho cua lốp, vòng cua lốp cũng đã được dán chống ồn ở trên chiếc xe này. Tuy rằng là mình ập dán ở bên trong nên anh em sẽ không nhìn được đâu. Ngoài chống ồn vòng cua lốp thì chiếc xe này cũng đã được phủ gầm chống ồn. Ở bên ngoài gương này thì anh em có thể thấy là mắt cam trong hệ thống camera 360 độ. Ở bên phần cánh thì anh em chú ý một chút, đó là gói phim cách nhiệt Photosyn đã được dán thêm cho chiếc, được nâng cấp cho chiếc xe này. Gói Photosyn thì mình cũng đã giới thiệu qua rất nhiều video rồi, anh em có thể tìm hiểu ở trong các video ở trên kênh của mình. Đây là cái phim cách nhiệt mới nhất, theo công nghệ mới nhất, được nhập khẩu trực tiếp của Mỹ và được bảo hành trọn đời. Với công nghệ độc quyền IRD, bộ phim cách nhiệt này nó sẽ cho anh em một cái tầm nhìn tốt nhất và cái khả năng chống nóng ở trong xe một cách tốt nhất khi anh em đi ở những cái thời tiết mà nó quá nóng, ví dụ như mùa hè ở Việt Nam của chúng ta chẳng hạn. Rồi, mà anh em về phía sau xe thì như mình đã nói thì đèn nét của logo cũng đã được nắp ở đằng trước sau. Đây là đèn nét logo ở phía sau, nó sẽ đồng màu với logo ở phía trước. Anh em có thể lựa chọn màu sắc cho cái đèn nét này nhé, tùy theo sở thích của anh em. Ở phần bên cản dưới này thì chiếc xe này cũng đã được thay bộ Nippo của theo phong cách của Mercedes. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng đã được lắp một bộ cốp điện và kèm theo đá cốp. Bộ cốp điện này thì là bộ cốp điện zin theo xe, và theo mình thấy thì cái bộ ti này được sản xuất theo công nghệ mới cho nên nó rất là êm. Anh em có thể thấy là cái tiếng cốp lên của nó hầu như là không nghe thấy tiếng. Anh em có thể có rất nhiều cái
lựa chọn để mở cốp. Ví dụ như là anh em có thể mở cốp bằng chìa khóa, hoặc là cũng có thể mở cốp bằng nút bấm zin ở trong xe, và cũng có thể mở cốp bằng cái nút bấm ở dưới này. Mình sẽ mở cốp bằng chìa khóa cho anh em xem nhé. Anh em chỉ việc giữ cái nút mở cốp này thì cốp nó sẽ mở lên. Đó. Ở phần bên trong cốp thì chúng ta có một cái loa súp nằm trong hệ thống âm thanh của được nâng cấp cho chiếc xe này, đó là hệ thống âm thanh của MTS. Thì lát nữa mình vào trong xe mình sẽ giới thiệu về cái hệ thống âm thanh này. Ok, đó là tất cả những cái trang bị mà ở bên ngoài được nâng cấp cho chiếc xe này. Còn về bên trong xe, chiếc xe này được nâng cấp những trang bị gì thì mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn nhá. Mời anh em chúng ta vào trong xe. Về phần bên trong xe thì như anh em thấy, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc vô lăng carbon đi cắt rất là đẹp ở đây. Với chiếc vô lăng này thì anh em hoàn toàn có thể rất là yên tâm về cái cảm giác lái khi cầm chiếc vô lăng này. Với cái phần da ở đây nó có rất nhiều những cái điểm mà anh em có thể đưa tay vào đây, nó rất là vừa, và sờ cái nước da này thì nó rất là mát và rất là thích. Ngoài ra về cái phần carbon này, nó cũng sẽ tạo ra những cái điểm nhấn và tạo ra cái sự nói chung là khi mà anh em mà cua cái vô lăng này thì nó sẽ cảm giác nó rất là thích, và nó sẽ không bị trượt tay ra khỏi vô lăng. Đó, đây là chiếc vô lăng được nâng cấp mà mình rất là thích khi lái chiếc vô lăng này. Trên hai chiếc xe của công ty mình đều được nâng cấp theo vô lăng theo cái design này. Một chi tiết được bọc carbon nữa, đó là cái cần số này cũng đã được bọc một cái lớp carbon ở bên ngoài này. Nhìn cũng rất là đẹp đúng không ạ? Hai chi tiết đáng chú ý nhất ở trên xe này và làm đẹp cho chiếc xe này hơn khi ở trong xe, đó là hệ thống đèn led ambient light và hệ thống đèn led trần sao. Thì với hệ thống đèn led ambient light này thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn led thế hệ mới V3 với 18 chi tiết, đầy đủ 18 chi tiết và 64 chế độ màu. Anh em có thể tùy chỉnh chế độ màu, ví dụ như màu đơn sắc, hoặc là hoàn toàn có thể chỉnh chế độ màu nét chạy như anh em thấy ở trên màn hình ở đây. Nó sẽ rất là đẹp khi anh em đi buổi tối, và đây là nét toàn giải cho nên là ban ngày anh em cũng có thể thấy được toàn giải của ánh sáng. Ngoài ra thì chiếc xe này được độ trần sao. Với cái trần sao này thì buổi tối nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn ở trên xe rất là đẹp. Đặc biệt là anh em chở cross hay là có gia đình nào có những em bé thích thì trần sao này cũng là một cái điểm nhấn rất là đẹp ở trên xe. Các em sẽ có một cái cảm giác rất thích thú khi lên xe. Đó là những cái trang bị làm đẹp ở trong xe. Thế còn những cái trang bị được nâng cấp theo xe hoặc là những trang bị an toàn thì sao? Chúng ta sẽ có ghế điện. Chiếc xe bản bay thì hoàn toàn ghế điện của nó sẽ không có lên và xuống, là hai cái tính năng cần thiết nhất khi anh em lái xe. Anh em có thể tùy chỉnh vị trí ngồi. Tuy nhiên chiếc xe bản bay nó bị cắt đi cái tính năng này, thì chiếc xe này cũng đã được anh em mình nâng cấp lên thành ghế điện hoàn chỉnh, chỉnh 8 hướng và có cả lên xuống zin theo xe. Đồng thời thì ở bên ghế lái cũng có được lắp thêm nhớ ghế 3 vị trí và setup ở bên cạnh tay này, nó rất là tiện lợi khi mà có nhiều người thay đổi, nhiều người lái xe. Ví dụ trong gia đình anh em có vợ hoặc chồng hoặc con lái xe thì anh em có thể tùy chỉnh 3 vị trí ngồi để khi lên xe anh em không cần chỉnh lại ghế nữa, và anh em chỉ cần bấm vị trí ngồi thôi. Ngoài ra ở bên ghế phụ thì cũng đã được điều chỉnh ghế lên xuống để cho tiện lợi hơn khi có người ngồi trên xe. Đó. Đó là tính năng về ghế. Còn về bộ cảm biến áp suất lốp thì chiếc xe này như mình giới thiệu ở bên ngoài thì đã được lắp cảm biến áp suất lốp, và màn hình hiển thị của nó thì được để ở trên xe. Mình để ở đây cho anh em dễ quan sát thôi. Còn cái màn hình này thì anh em có thể tùy chỉnh vị trí để chỗ nào cho anh em dễ nhìn nhất, và nó đỡ vướng tầm nhìn nhất đối với anh em. Tiếp tục về trang bị an toàn thì chúng ta sẽ có một bộ camera 360 độ safe view. Bộ camera 360 độ này thì ngoài cái chế độ chúng ta chuyển xi nhan nó sẽ bật cam, hay chúng ta về lùi thì nó sẽ bật cam. Chúng ta sẽ có một cái
điều khiển camera 360 độ ở vị trí tì tay này. Theo mình thấy thì thay vì điều khiển bằng cảm ứng ở trên màn hình thì điều khiển bằng cái nút điều khiển ở dưới này nó cũng rất tiện. Khi anh em đi ở trên đường, anh em để tay ở đây, tì tay ở đây thì anh em có thể sử dụng cái nút này để điều khiển, để nhìn các góc cam. Thì mình thấy nó cũng sẽ rất là tiện lợi khi mà cái góc cam này nó có tận đến 17 góc nhìn. Anh em có thể tùy chỉnh góc nhìn mà không cần phải với tay lên trên màn hình này, thì nó cũng rất là tiện. Tuy nhiên là về cái đẹp xấu của cái nút này thì cũng tùy từng sở thích của mọi người thôi. Nhưng mà mình thấy nó tiện là được rồi, nó rất là tiện. Ngoài ra thì một trang bị ở trên một chiếc xe mà theo như hiện tại mình thấy là nó không thể thiếu trên một chiếc xe, đó là chiếc camera hành trình. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy chiếc camera hành trình Vietmap KC01. Có lẽ rằng chiếc camera này nó đã trở thành một chiếc camera quốc dân của anh em rồi, khi mà cái mặt hàng của nó liên tục bị cháy hàng. Mình đã nhập tới cả hàng mấy trăm con nhưng mà vẫn không đủ để lắp cho anh em. Ngoài chiếc camera này hành trình này ra thì anh em cũng có nhiều lựa chọn camera hành trình khác nữa, và để cho cái mức giá nó tốt hơn hoặc là cái nhu cầu của anh em ở cái mức nào thì mình sẽ làm một video riêng để giới thiệu về các dòng sản phẩm camera hành trình này để anh em có nhiều cái sự lựa chọn hơn nhé. Trang bị an toàn trên chiếc xe này chúng ta còn có thêm cảnh báo điểm mù được lắp giống như chiếc xe bản Full hay là bản Plus. Đây là cái đèn cảnh báo điểm mù, khi có xe ở điểm mù tiến lên thì nó sẽ sáng cái đèn này. Ngoài ra thì cái gói nâng cấp giải trí cho chiếc xe này còn có Android Book, biến chiếc màn hình zin theo xe thành một chiếc màn hình Android. Anh em có thể sử dụng để xem YouTube, để sử dụng xem đọc tin tức ở trên này. Nó có SIM 4G để anh em lựa chọn. Tuy nhiên chiếc xe này thì chưa được nắp SIM 4G, chỉ được nắp cái Android Book thôi, để phục vụ cho cái quá trình đi di chuyển và thưởng thức âm thanh. Thì anh chủ cũng đã nâng cấp một gói âm thanh của MTS, đó là một gói âm thanh cũng khá là cao cấp. Và rất tiếc là về vấn đề bản quyền nên là mình sẽ không thể thử nhạc cho anh em được. Anh em nếu muốn nghe thử những cái thiết bị nhạc của MTS có thể đến trực tiếp trung tâm của mình. Mình có thiết bị bên ngoài để anh em nghe thử và cũng có xe để anh em nghe thử trước khi anh em quyết định có nên nâng cấp cái bộ âm thanh đấy cho chiếc xe của mình hay không. Quên, chiếc xe này chưa được trang bị cửa hít anh em ạ. Anh em có thể trang bị cửa hít cho chiếc xe này để đóng cửa thanh lịch hơn. Mình đóng như này là không vào được. Ngoài ra thì chiếc xe này có một cái chi tiết da cũng theo sở thích thôi. Nếu mà anh em thích nâng cấp da thì có rất nhiều gói da để anh em nâng cấp. Anh em có thể chọn những cái gói da Napa hoặc là da cao cấp hơn để nâng cấp cho chiếc xe của mình. Mình còn một chiếc xe nữa ở bên ngoài này mình muốn giới thiệu với anh em, đó là chiếc xe của anh Lê Hùng Auto Daily. Và chiếc xe này cũng ăn nằm ở nhà mình khá lâu rồi. Và chiếc xe này thì mới được phủ gói Megachain. Nó sẽ cao cấp hơn gói Ceramic. Chiếc xe này thì được độ khá nhiều. Tuy nhiên là trong video của mình với anh Hùng thì giới thiệu với anh em rồi, chắc mình không cần phải giới thiệu lại nữa. Đây là một lựa chọn mặt ca lăng theo sở thích của anh Hùng này. Rồi độ đèn này, nó rất là, anh Hùng lại thích rất là đơn giản nên là độ đèn đơn giản hơn chiếc xe kia. Mình muốn nói đến cái gói Megachain này mình mới phủ cho xe anh Hùng, và xe đang để ở trời mưa, như anh em thấy là những cái giọt nước mưa nó sẽ thành những cái hạt tròn như thế này và nó sẽ lăn xuống, nó sẽ không đọng ở trên nắp capo này nhiều đâu. Đấy là khi đi anh em đi trời mưa, và bụi nó cũng vậy, bụi nó ở trên này thì nước nó sẽ trôi đi ngay. Mình sẽ đổ nước cho anh em xem nhé. Mình sẽ đổ nước và nước nó sẽ lập tức trôi đi, nó sẽ không bám ở trên đây đâu. Đặc biệt là khi anh em đi xe thì nó có gió nữa thì nước nó sẽ trôi đi hết luôn. Đó, khi mình đổ nhiều nước vào thì anh em có thể thấy là nó ra nước sơn luôn, nó không còn nước bám ở trên xe nữa. Đây là cũng là một cái gói nâng cấp
rất tốt cho chiếc xe mình. Rồi ok, đó là tất cả những cái trang bị mà mình muốn giới thiệu với anh em trên một chiếc xe VinFast. Anh em thấy những trang bị này như thế nào? Còn thiếu những trang bị nào? Anh em thích trang bị nào tốt và trang bị nào chưa tốt thì anh em nhớ comment ở bên dưới để mình biết nhé. Mình sẽ tổng hợp tất cả những ý kiến anh em để đưa ra cho anh em những trang bị tốt nhất cho những chiếc xe của mình. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.